Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đội tuyển Timor-Leste đang có ý định thuê sân vận động Việt Trì, Phú Thọ để làm sân nhà cho các trận đấu ở ASEAN Cup 2024 tới đây. Nguyên do là bởi các sân vận động tại Timor-Leste hiện tại chưa đạt tiêu chuẩn của AFF. Nhiều năm qua đội tuyển nước này đều phải thuê sân ở các quốc gia khác để làm sân nhà ở các giải đấu bóng đá quốc tế. Mới đây nhất, khi gặp đội tuyển Brunei ở vòng playoff ASEAN Cup, Timor-Leste cũng thuê sân Chonburi của Thái Lan làm sân nhà. Đội tuyển Timor-Leste đến với vòng bảng ASEAN Cup 2024 sau khi giành chiến thắng Brunei ở vòng playoff. Họ đánh bại đối thủ với tổng tỷ số 1-0 sau 2 lượt trận. Tại vòng bảng ASEAN Cup năm nay, Timor-Leste sẽ có 2 trận đấu trên sân nhà gặp tuyển Thái Lan và Singapore. Việt Trì là sân vận động chính của tỉnh Phú Thọ, nằm tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì. Sân vận động này được xây dựng vào năm 2005 với kinh phí 100 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Việt Trì là 18.000 khán giả.